Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog tiếp tập 25 lời thư ông Thanh Sĩ. Khuyến thế cảnh đạt trổ, sao buồn tránh khổ, kẻ còn mê lại cố thêm mê, hạ ương lắm việc gớm ghê, sau chưa tu tỉnh quay về thượng ương. Ta cũng từng để cho nhiều chốt, từ thị thành cho đến thôn quê, thấy dân lòng bách ủ ê, rượu chè phung phí ma đề tứ tung, trai lẫn gái toàn dùng khách sáo, trẻ cùng già đầy lối ngổ ngang, bảo sao chẳng cuộc khốn nạn, nhân gây bất chánh quả mang không lành. Xin quý vị một đăng ký và rung chuông để xem chuyện nhiều tập Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc vị nhân và các nhà bác học. Tiếp tập 25, Tận Thế lần này là một cuộc đại tiến hóa. Cứ theo lý tam gương thì luật tuần hoàn của vũ trụ, vũ trụ theo nghĩa không gian và thời gian không bao giờ dứt, cứ từ thượng nguyên chuyển sang xuống trung nguyên và từ trung nguyên chuyển sang xuống hạ nguyên, là một cuộc tuần hoàn theo chiều thời hóa. Còn từ hạ nguyên chuyển lên thượng nguyên, nghĩa là từ cõi đời thật xấu chuyển đến cõi đời thật tốt, là cuộc tuần hoàn theo chiều tiến hóa. Chúng ta ở vào thời kỳ chuyển biến từ hạ nguyên sang thượng nguyên, tức là ở vào thời kỳ chuyển biến và tiến hóa. Cuộc Tận Thế hay đúng ra cuộc chuyển biến lần này là một cuộc đại tiến hóa, chẳng những cho quả địa cầu mà cả vạn vật chúng sanh. Tiếng chúng sanh gồm cả phần lẫn thánh. Nói về các đấng siêu phàm, nhờ lần tiến hóa này mà được tròn bản nguyện. Đây, chúng tôi xét qua một vài đấng siêu phàm. Ai có đọc kinh Địa Tạng cũng hiểu rằng Địa Tạng Bồ Tát từ thác sanh làm Bà La Môn. Nữ là Quan Mục. Nữ trong đời quá khứ có phát ra một lời nguyện hết sức bi thảm. Ngài nguyện rằng: tôi từ đây cho đến tột đời vị lai không biết bao nhiêu kiếp số, vì quyết viết vì những chúng sanh tội khổ ở trong sáu đường mà thi thiết ra nhiều phương tiện khiến cái giải thoát được hết, rồi thân tôi đây mới thành Phật đạo. Vì bản nguyện bi thiết ấy và trải qua hằng hà xa số kiếp, mặc dầu Địa Tạng đã chứng quả Bồ Tát, song vì số chúng sanh tội lỗi trong sáu đường chưa giải thoát mà Ngài vẫn ở mãi vị Bồ Tát chưa thành Phật đạo. Ngài thường hóa độ ở cõi địa ngục để giáo hóa chúng sanh, và cũng nhờ nguyện lực hoằng thâm của Ngài mà chúng sanh được tội lỗi cứu độ. Đến ngày Hội Long Hoa khi mở để lập nên cõi đời như các vị Bồ Tát, La Hán, Duyên Giác, Thinh Văn cùng các vị Thiên Long, Bát Bộ sẽ quy tụ xung quanh bửu tòa của Phật Di Lặc, cũng như chúng sanh ở cõi âm và cõi dương đều hội nhau ở đó để chịu sự phán viết cuối cùng. Những người đắc quả bên cõi tiên thì được các ngài ở bên trên trước
những người chưa đắc quả như không tội lỗi thì ở lại lập đời thượng hương, còn nhất thiết chúng sanh tội lỗi thì đều phải chịu tiêu diệt. Như thế thì cõi địa ngục đã được xóa sổ, đường tội lỗi không còn ai, thì tất nhiên là bản nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã mãn, Ngài sẽ thành Phật Đạo. Cũng như Đức Di Lặc đã đắc quả Bồ Tát bấy lâu, vẫn ngự ở cung trời Đâu Xuất. Ngày hội Long Hoa mở ra, Ngài sẽ ngồi dưới cội cây Long Hoa mà đắc quả Như Lai, hoàn thành bản nguyện của Ngài là tạo lập một quốc độ vô cùng trang nghiêm, giải thoát bao nhiêu sự khổ não cho người đời, như sự ăn, mặc, ở, nhất là phương diện sinh sống con người ở thời kỳ thượng ương sẽ được giải thoát một phần lớn, nhờ ở khí hậu điều hòa tốt đẹp, nhờ ở đất đai thích hợp cho sự nảy nở của mễ cốc tự nhiên mọc lên, khỏi cần phải cày cấy. Đấy là chỉ đơn cử cho hai vị Bồ Tát thỏa mãn bản nguyện trong cuộc tạo lập thời thượng ương. Chớ ngồi ra nào các vị từ bậc Thinh Văn, Duyên Giác cho đến La Hán đã tạo công đức trong thời kỳ hạ ngương này cũng đều được tăng quả vị. Đó là chưa nói đến chúng sanh trong cõi đời này đã đành, những chúng sanh tội lỗi phải bị tiêu diệt, chớ thật ra là thối hóa. Những chúng sanh ấy vì không còn thích hợp với đời thượng ương phải xa đọa hoặc vào một thế giới thấp hèn nào tương ứng với trình độ tội lỗi của họ, hoặc phải là một cây cỏ trong thời kỳ thượng ương cũng sẽ được bao nhiêu cơ hội thuận tiện giúp cho họ được tiến hóa một cách mau chóng. Ngưng trệ sự tiến hóa trong mấy chục ngàn năm, chờ chừng đến một ngày kia cõi đời mở nên thích hợp với trình độ tiến hóa của họ thì họ sẽ tái kiếp. Như ngồi hạng người thối hóa ấy hầu hết là được tiến hóa, người đắc quả về cõi trên thì được rước đi đã đành, mà những người dân không đắc quả còn ở lại cõi đời thượng ương cũng đã được bao nhiêu cơ hội thuận tiện giúp cho họ tiến hóa một cách mau chóng. Thử đem cõi hạ ngương so sánh với cõi đời thượng ngương thì đủ thấy cõi người ở hạ ngương này thiếu điều kiện để tu cho đắc quả bằng người ở cõi đời thượng ngương. Ở cõi đời cơ cực như thế này, nào là cũng có lao tâm khổ trí với miếng ăn, phải làm lụng cày cấy mệt nhọc, có muốn tu hành cũng không được nhàn rảnh mà sớm kể chiều kinh. Đời thượng ương biết ăn họ khỏi lo, ngồi đồng lúa mọc sẵn khi chín tự nó lăn vào nhà, như thế họ rảnh tâm tu niệm. Họ được sống gần các vị tiên Phật ngày ngày, thấy tiên Phật trước mặt, có Phật Di Lặc mở trường thuyết pháp hóa độ diệu dắt, như thế đủ thấy rằng lần tận thế kỳ này để lập lại đời thượng ương là cuộc đại tiến hóa của chúng sanh, và cõi đời thượng ương sẽ là một nấc thang tiến hóa giúp cho người ở thời đó bước lên quả vị tiên Phật. Chắc chắn thấy tiên Phật thừa hạt lâm phàm, ở đời hạ ngương này mà đời thấy tiên
Phật, Thánh, Thần, thừa hạt lâm phàm, hay thấy tận mắt mới tin, thì chẳng khác gì mấy nhà khoa học đòi lên cung trăng có thể thực hiện ở cõi Á trược này không? Không có thể được mà cũng có thể được. Tại sao không được? Là các đấng thiêng liêng kia ở cõi thượng giới, còn cõi chúng ta là hạ giới, cách nhau 20 mấy tầng trời. Mỗi giới thích hợp cho mỗi thể chất, thì không thể người cõi thượng lương xuống cõi hạ trược này với nguyện thể được. Cứ theo kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cõi dục giới trở lên cõi vô sắc giới, 28 tầng trời, mỗi tầng thích ứng với mỗi tầng chúng sanh. Đến những người phàm tục thì muốn thấy tiên Phật hoặc người phàm có thể chấp nhẹ nhàng như tiên Phật trong cõi hạ ngương này thì không thể được. Và có ngày nào đó người phàm sẽ thấy Phật tiên tại thế, và ngày đó là ngày sấm nổ, ngày mở đại hội Long Hoa. Tiếng sấm nổ có hiệu lực làm thay đổi hẳn hoàn cảnh của quả địa cầu, làm biến chất ngũ hành. Sau này khi tiếng sấm nổ làm thay đổi địa hình, ngũ hành cũng biến mất đi, tạo nên một hoàn cảnh thích hợp cho Phật tiên giáng thế. Như đến lúc đó chẳng phải người nào cũng có thể thấy được. Vì muốn thấy được tiên tận mắt, ít nhất thể chất phải phù hợp với hoàn cảnh ấy thì mới sống được. Trong quyển Đại Thừa Chân Giáo có đoạn giải thiết rằng, một ngày kia những con nào biết đạo đức, ăn chay, lạc thân thể nhẹ nhàng, hiệp với khí tiên thiên, thì lúc đó sanh mới cõi thế, mới có thể chịu nổi với khí ấy mà còn vững vàng sanh đặng. Còn những con người vô đạo bị cả khí hậu thiên nhiên, nên tới ngày âm tuyệt dương sanh ấy, chúng nó sẽ không bao giờ hứng chịu nổi khí chơn dương, nên phải dứt hơi lìa mạng. Ông Thanh Sĩ cũng nhận rằng, nhất thiết về ngôn ngữ, tư tưởng, hành động bất công, bất chánh, không đạo đức, không đê tiện xấu xa, càng ngày thô lỗ, vân vân, mà có người đã có từ trước đến giờ đều bị tiêu diệt ngay trong lúc biến thiên ấy. Như thế đủ thấy rằng, muốn thấy được Phật tiên, người phàm có thể chấp phù hợp với hoàn cảnh Phật tiên, chớ dưng không mà đời người cho thấy Phật tiên mới tin, thì không khác bày tôi ở triều vua Tự Đức, không tin lời điều trần của các sứ thần Việt Nam đi Pháp về. Ai có đọc lịch sử Việt Nam cận đại hẳn còn nhớ vua Tự Đức có gửi phái đoàn qua Pháp để điều đình. Khi trở về, ông Phạm Phú Thứ cũng như Phan Thanh Giản có làm bài điều trần kể rõ về văn minh kỹ xảo của người Âu Tây, như cho biết ở xứ người xe không kéo mà chạy, thuyền không chèo mà đi, đèn đốt trỏ ngọn xuống mà cháy, vân vân. Rồi yêu cầu nhà vua sớm liệu gửi học sinh ra xứ người. Ngoài ra có ông Nguyễn Trường Tộ có thảo ra 18 tờ điều trần, cũng nói về văn minh cơ xảo Âu Tây và yêu cầu cho học sinh xuất dương.
nhưng bầy tôi của vua Tự Đức không tin, cho đó là đặt điều nói dốc. Đến chừng họ tin thấy tận mắt, xe không kéo mà chạy, thuyền không chèo mà đi, đèn tỏ ngọn xuống vân vân, thì ô hô, nước Việt Nam đã mất. Kính thưa quý vị và các bạn, Thanh Long Vlog kết thúc tập 25. Và còn một tập 26 là kết thúc quyển Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc vị nhân và các nhà bác học. Xin quý vị đăng ký và rung chuông để xem 26 tập Tận Thế và Hội Long Hoa. Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn.